Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố về triển khai hoạt động du lịch trong năm 2022, công tác truyền thông xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch Đà Nẵng đã được du lịch thành phố đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là khôi phục các thị trường khách quốc tế trọng điểm truyền thống và phát triển thêm các thị trường khách mới tiềm năng. Trong 9 tháng đầu năm 2022, ước tổng số chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng là hơn 2.100 chuyến với hơn 280.000 lượt khách, bình quân 75-90 chuyến bay trên một tuần. Hiện có 19 hãng hàng không quốc tế khai thác đường bay đến Đà Nẵng với 9 chặng bay gồm Incheon, Daegu, Muan, Busan, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Siem Reap. Mới đây, thành phố cũng thuận lợi đón tàu du lịch hạng sang mang tên Lille La Pouce của Pháp cập cảng Tiên Sa, là chuyến tàu đầu tiên đưa khách du lịch đường biển trở lại thành phố sau hơn 2 năm gián đoạn vì Covid-19. Đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch Việt Nam và tôi thực sự ấn tượng với sự mến khách của các bạn. Ở mỗi cảng mà chúng tôi tới thì có các hoạt động hào hứng để chào đón khách trở lại Việt Nam sau thời gian dài dịch bệnh. Để đạt được con số ấn tượng trên, du lịch Đà Nẵng đã tổ chức thành công các sự kiện đẳng cấp quốc tế như Diễn đàn Phát triển đường bay châu Á, qua đó tăng cường xúc tiến mở các đường bay trực tiếp đến thành phố, tích cực tổ chức đón các đoàn farm trip, press trip từ các thị trường Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, đến khảo sát sản phẩm du lịch thành phố, tổ chức các chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại các nước, đón các đường bay quốc tế đầu tiên. Tôi rất vui vì sau một thời gian dài như vậy quay trở lại, thành phố Đà Nẵng nói riêng hay Việt Nam nói chung là điểm đến rất hấp dẫn cho du khách Hàn Quốc. Vì vậy, không chỉ có hãng hàng không Korean Air của chúng tôi, mà các hãng hàng không Hàn Quốc khác cũng đang dần mở lại các đường bay đến Đà Nẵng và thị trường đang phát triển lại rất nhanh. Chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng tần suất bay đến Đà Nẵng và nối những đường bay mới. Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2023 sẽ khôi phục các đường bay đã khai thác trong năm 2019. Đồng thời, Đà Nẵng cũng xúc tiến phát triển thị trường tiềm năng mới để bù đắp lại một số thị trường chưa thể khôi phục hoàn toàn do ảnh hưởng của dịch bệnh như thị trường Trung Quốc. Bên cạnh các cái đường bay mà chúng ta sẽ xúc tiến mở lại những cái đường bay mà đã bay tới thành phố Đà Nẵng trong cái thời gian trước năm 2019, tức là trước dịch Covid, thì thành phố chúng ta cũng sẽ tập trung để phối hợp cùng với các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các hãng hàng không, để xúc tiến mở các cái đường bay mới tới các cái thị trường tiềm năng như là Ấn Độ hoặc Australia. Đặc biệt, gần đây lãnh đạo thành phố đã có nhiều chuyến thăm và làm việc với các nước Ấn Độ, Singapore và Hàn Quốc nhằm đẩy mạnh xúc tiến các hoạt động hợp tác về đầu tư, du lịch, thương mại trong thời gian tới. Ngoài ra, lãnh đạo Sở Du lịch đã đề nghị Hiệp hội Du lịch thành phố làm việc với các doanh nghiệp du lịch để nâng cao công tác an toàn trong quá trình phục vụ khách, rà soát lại cơ sở hạ tầng có quy trình xử lý sự cố, đảm bảo luôn trong tinh thần sẵn sàng mang đến những dịch vụ tốt nhất cho du khách. Đây là điều kiện thuận lợi để thu hút khách quốc tế đến với thành phố. Theo Sở Du lịch thành phố, trong quý 4 năm 2022, Đà Nẵng dự kiến khai thác thêm các đường bay Haneda của Nhật, Đà Nẵng Đài Bắc, Đà Nẵng, Ấn Độ New Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Ahmedabad, Đà Nẵng. Dự kiến từ nay đến quý 1 năm 2023, có khoảng 3.800 chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng, bình quân 180-190 chuyến bay trên một tuần. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại cho Đà Nẵng một điểm đến du lịch sôi động trong thời gian đến.